sắc đi Bắc Nam cũng gần nhau ở đây khu vực này. À, nên là người ta thường hay nói vui là khu vực có cả ba tuyến đường ở đây thì là sẽ giao với nhau. Khu vực là biển Cà Ná nè, tiếng Cà Ná, chữ Cà Ná trong tiếng Chăm nghĩa là tiên sa, dường như là những cái ông vua người Chăm hồi xưa đó ra ở đây thấy bãi biển này mỹ miều quá, xinh đẹp quá. Là chút xíu nha, nên đặt cái tên khu vực này là tiên sa, hoặc là có thể là đi xuống đây rồi thấy được những cái vị nữ thần, những cái vị tiên trên trời xuống đây tắm dạo bước trên những cái bãi cát trắng mịn màng.